Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã phục hồi trở lại ở mức 43.000 đô la. Theo Bitwise, Bitcoin dự kiến sẽ giao dịch trên 80.000 đô la vào năm 2024. Dự báo này được đưa ra sau đợt tăng giá mạnh vào năm 2023. Bitcoin đã vượt trội so với các loại tài sản lớn, tăng 128% so với 21% của S&P 500, 12% của vàng và 2% của trái phiếu. Dự đoán cho năm 2024 được củng cố bởi những phát triển đáng kể trong lĩnh vực tiền điện tử và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Hai chất xúc tác chính được dự đoán sẽ thúc đẩy giá trị của Bitcoin trong năm tới. Đầu tiên là sự ra mắt của Bitcoin ETF dòng ngày vào đầu năm 2024 có thể thu hút một làn sóng vốn mới từ cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Thứ hai là sự kiện Bitcoin Halving sắp diễn ra vào tháng 4 năm 2024. Ngoài việc Bitcoin tăng giá, Bitwise còn đưa ra một số dự đoán quan trọng khác. Công ty dự đoán sự chấp thuận của các quỹ Bitcoin ETF dòng ngày, dự đoán chúng sẽ là đợt ra mắt ETF thành công nhất trong lịch sử. Hơn nữa, Bitwise dự đoán doanh thu của Coinbase sẽ tăng đáng kể. Họ kỳ vọng sàn giao dịch hàng đầu của Mỹ sẽ tăng gấp đôi và đánh bại kỳ vọng của phố Wall ít nhất 10 lần. Cuộc biểu tình này sẽ được thúc đẩy bởi thị trường tăng giá, ra mắt sản phẩm sáng tạo và vai trò của công ty là người giám sát chính cho hầu hết các quỹ Bitcoin ETF. Ngoài ra, Bitwise dự đoán những chuyển động lớn trong việc mã hóa tài sản trong thế giới thực, với JP Morgan có khả năng mã hóa một quỹ blockchain khi thị trường tài sản mã hóa được dự đoán sẽ mở rộng đáng kể. Cuối cùng, công ty kỳ vọng siêu sao nhạc pop Taylor Swift sẽ dấn thân vào lĩnh vực NFT. Thông tin tiếp theo, JP Morgan cho biết ETH sẽ tăng cao hơn Bitcoin vào năm 2024. Các nhà phân tích của JP Morgan vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với thị trường tiền điện tử. Họ đã dự đoán Ethereum sẽ vượt qua Bitcoin và các loại altcoin khác về hiệu suất giá vào năm 2024. Một nhóm các nhà phân tích đã bày tỏ kỳ vọng của họ rằng Ethereum sẽ lấy lại được vị thế nổi bật trong hệ sinh thái crypto trong năm tới. Các nhà phân tích nhấn mạnh vai trò quan trọng của bản nâng cấp EIP-4844, thường được gọi là Product Shading, là chất xúc tác chính cho sự hồi sinh được mong đợi của Ethereum. Bản nâng cấp quan trọng này dự kiến triển khai vào nửa đầu năm 2024, sẵn sàng mang lại những cải tiến đáng kể trong hoạt động mạng của Ethereum. Dự báo lạc quan của JP Morgan phù hợp với dự đoán của Standard Chartered. Như trước đây, họ đã tuyên bố trong một thông báo rằng ETH có thể tăng 400% trong vòng vài năm, sau đó lao xuống tăng bền vững hơn, lên tới 35.000 đô la. Job Kendrick, trưởng phòng nghiên cứu của Standard Chartered, bày tỏ quan điểm rằng quỹ đạo đi lên của ETH có thể diễn ra với tốc độ dần dần so với Bitcoin. Kendrick cho rằng Ethereum sẽ tăng gấp 5 lần, trong khi Bitcoin tăng gấp 3,5 lần. Theo các nhà phân tích của JP Morgan, các mạng lớp 2, chẳng hạn như Optimism và Arbitrum, sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc nâng cấp. Mạng lớp 2 trên Ethereum sẽ được hưởng lợi từ không gian dữ liệu tạm thời tăng lên. Điều này sẽ làm tăng thông lượng mạng và giảm phí giao dịch, cải thiện hiệu quả mạng lớp 2 mà không thay đổi kích thước của khối Ethereum. Trong khi đó, khi Ethereum phát hiện ra các ứng dụng mới, nhu cầu về nó sẽ tăng lên và các xu hướng liên quan đến tiền điện tử sẽ tăng lên. Và thông tin cuối cùng, Cardano đã trải qua xu hướng giá tích cực trong vài tuần qua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý, biến động giá này bắt nguồn từ sự sụt giảm của một số liệu quan trọng. Theo Sentiment, số lượng ví Cardano nắm giữ từ 10 đến 100 ADA đã giảm trong một tháng trước. Biểu đồ cho thấy mức giảm từ hơn 967.000 xuống còn khoảng 933.000 trong loại ví này. Sự suy giảm này gợi ý một đợt bán tháo, có thể cho thấy sự đầu hàng. Hiện tại, số lượng người nắm giữ là khoảng 934.000. Việc bán tháo của những chiếc ví này có tác động đến tổng số người nắm giữ ADA. Biểu đồ cho thấy tổng số người nắm giữ ADA đã giảm vào ngày các ví này bán tháo, giảm từ khoảng 4,49 triệu xuống còn khoảng 4,45 triệu. Số lượng người nắm giữ là khoảng 4,46 triệu ở thời điểm hiện tại. Điều thú vị là bất chấp việc giảm ví và các dấu hiệu biến động tiềm ẩn, ADA vẫn thể hiện xu hướng tăng ấn tượng. Nó đang giao dịch ở mức khoảng 0,64 đô la, ghi nhận sự phục hồi gần 20% so với mức thấp nhất của ngày hôm qua. Đánh giá về lợi nhuận tổng thể của Cardano cho thấy mức tăng nhất quán kể từ tháng 10. Mặc dù lợi nhuận vẫn tương đối ổn định trong tháng 11, nhưng nó đã có sự gia tăng đáng kể trong tháng 12. Số lượng ADA có lãi là hơn 27 tỷ, chiếm hơn 76% nguồn cung ADA ở thời điểm hiện tại. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.